Hiền là vị Bồ Tát đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Phổ Hiền là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại thừa. Phổ Hiền được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho bình đẳng tính trí, tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Căn cứ vào tranh tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng hầu bên phải, còn Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử xanh hầu bên trái Đức Phật Thích Ca. Bồ Tát Phổ Hiền biểu thị đại hạnh, Bồ Tát Văn Thù biểu thị đại trí. Hai vị dùng trí huệ và hạnh nguyện đồng trợ hóa cùng Đức Phật Thích Ca hóa độ chúng sanh. Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng sáu ngà, voi trắng tượng trưng cho trí huệ. Phổ Hiền là vị Bồ Tát đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Phổ Hiền là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại thừa. Phổ Hiền được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho bình đẳng tính trí, tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Căn cứ vào tranh tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng hầu bên phải, còn Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử xanh hầu bên trái Đức Phật Thích Ca. Bồ Tát Phổ Hiền biểu thị đại hạnh, Bồ Tát Văn Thù biểu thị đại trí. Hai vị dùng trí huệ và hạnh nguyện đồng trợ hóa cùng Đức Phật Thích Ca hóa độ chúng sanh. Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng sáu ngà, voi trắng tượng trưng cho trí huệ. Phổ Hiền là vị Bồ Tát đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Phổ Hiền là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại thừa. Phổ Hiền được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho bình đẳng tính trí, tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Căn cứ vào tranh tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng hầu bên phải, còn Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử xanh hầu bên trái Đức Phật Thích Ca. Bồ Tát Phổ Hiền biểu thị Om Ha 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 Om Sam Mo Ni So Ha Ha.